rồi nhắn tin cho chú nói ở đây có một cậu bé mới 15 16 tuổi mà làm tượng Phật nhiều dữ lắm. Hổm cô có vô đây rồi, cô lấy cậu bà chú xứ rằng để chỗ cầu Phú Tăng đó. Dạ. Yeah. Cô đó đâu con biết không? Chào quý cô chú và anh chị, thì hôm nay mình đang có mặt tại nhà cháu bé mới có 15 16 tuổi quý vị. Nhưng mà có cái năng khiếu là hồi nhỏ thì vẽ tượng Phật, tượng Bồ Tát, thì có được cái bằng khen của bên ban tổ chức. Thì tới lớn lên thì bé khoảng chừng mấy tháng nay thôi thì cháu nó làm lại là làm tượng Phật luôn bằng đất sét chứ không có vẽ nữa. Lúc trước thì vẽ tranh, bây giờ cháu nó làm tượng Phật bằng đất sét á. Đây là nhà của cháu nè, và tượng Phật rất nhiều luôn quý vị. Chào con. Dạ, chào chú. Con tên gì? Dạ, con tên Đặng Thành Chiến. Đặng Chiến, con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 16 tuổi. 16 tuổi. Con làm tượng Phật này được bao lâu rồi? Dạ, con làm được cũng 8 năm rồi mà bây giờ mới làm lại 3 tháng. Lúc trước thì làm 8 năm. Dạ. Rồi nghỉ. Nghỉ rồi thời gian gần đây thì mới có 3 tháng nay là làm lại. Có cái cơ duyên nào mà con thích làm tượng Phật gì? Dạ con cũng không biết nữa. Yeah. Tại lúc nhỏ con đi vô chùa con thấy tượng Phật thì con thích. Tại thấy vô chùa đi chùa hoài thấy tượng Phật đẹp quá thích làm phải không? Dạ đúng rồi. Rồi mấy cái tượng này là do con làm hay là sao? Dạ tượng này cô thấy người ta bỏ rồi bị mối ăn kia lụm về con sửa lại. Vì là bị bể hết người ta bỏ rồi đầu con về con sửa lại. Dạ. Sửa sơn lại. Dạ. Còn những cái tượng ở trên kệ đó là con nắng bằng đất sét không đó hả? Dạ. Nắng rất đẹp nè quý vị. Đây là tự tay cháu làm nè quý vị. Còn mấy tượng này mới nắng nè, chưa sơn. Rồi đất này con lấy từ từ đâu? Dạ, ở dưới sông. Ở dưới sông lên. Có tượng mẹ của Năm Châu Đốc nữa kìa. Đây là cô Năm Châu Đốc. Cũng có người đặt hàng con làm nữa hả? Dạ. Thì con làm thí dụ như một bức tượng như vậy là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, con làm tính tiền sơn không là tiền 50.000. Con chỉ lấy tiền sơn lại thôi hả? Dạ, không có lấy. Không lấy tiền luôn hả? Dạ. Vậy là con người ta đặt làm mà con cho người ta miễn phí luôn. Dạ. Quá im rồi. Tính ước lượng là từ ngày con làm lại tới nay là được khoảng bao nhiêu tượng Phật rồi? Dạ. Trở trên 50 tượng. Trên 50 tượng rồi. Dạ. Là con làm con cho người ta không vậy ha? Dạ. Đây là tượng Phổ Hiền Bồ Tát. Làm voi rồi, rồi cá nữa nè. Mấy tượng bên đây là tượng tên gì con? Dạ, cái đó là bà Thủy Long Thần Nữ. Thủy Long Thần Nữ đây hả? Dạ. Còn bà này? Dạ, đó là bà Chú Sứ. Bà Chú Sứ. Còn bên đây cởi con cá này là? Cũng là bà Thủy Long Thần Nữ. Bà Thủy Long.
Còn là mỗi cái tượng ở sao là mỗi mỗi người mỗi khác hết hay sao con? Đợi con đợi khô trắng rồi con mới sơn ha. Dạ, còn bám xi măng ngoài. À, vậy là một lớp xi măng quét, một lớp xi măng ngoài nữa hả con? Dạ. Cái mấy cái tượng đang đang chưa sơn nè, con làm mấy bữa rồi? Dạ, 2 bữa. 2 bữa rồi. Đây nữa nè. Quá khéo tay luôn. Từng chi tiết nhỏ luôn quý vị. Thế như một bức tượng vậy con làm khoảng bao lâu rồi? Dạ. Một bức tượng vậy đó, thì con nắng khoảng bao lâu đó rồi? Dạ, 45 phút. 45 phút là rồi bức tượng? Dạ. Wow. Hai con cá. Hay. Bức tượng này con cũng lượm về đó hả? Dạ. Bị gãy đầu rồi. Về bức con... Bức tượng này ngày hôm qua là con nói là bỏ không? Uh-huh. Thì ship về người ta gửi cho con mà nó bể nhuyễn như là cát. Ồ. Bể hết luôn. Rồi con về con sửa con ráp lại. Tượng mẹ Quan Thế Âm. Cái bình bông bị gãy cái miệng trên nè. Có cái năng khiếu mới làm được chứ đừng không dễ gì hay đâu làm được. Tại là con không có học ai chứ hả? Dạ. Tại lúc nhỏ con thấy cha con cũng nắng chậu cây đó. À. Rồi cái con mới lấy đó, con nắng một vật nhỏ. Dạ. Thấy cha làm rồi bắt chước. Dạ. À. Tại con có năng khiếu đó, cho nên mới làm được như vậy. Có duyên với Phật Pháp. Hai đứa này là em của con hả? Dạ, cháu. Cháu hả? Con có mấy người anh em là? Dạ, có 2 chị em. 2 chị em. Chị con đi đi học hay đi làm? Chị con làm trên Bình Dương. À, đi làm Bình Dương. Cô Chiến. Ở sao cái này nó màu trắng luôn rồi. Con theo học nghề cái gì? Hả? Không. Cái bức tượng mà bức tượng cái bà lão ngồi đó là bức tượng đó con làm hả? Dạ, tượng đó bị bể con sửa tay. À, bị bể con sửa lại. Tượng nó đẹp ha. Tượng nó quá đẹp. Gì hả? Để đằng cái miễu nè. À, tượng cô Năm Châu Đốc ấy ha. Dạ. Lớn không con? Dạ cũng 3-4 tấc. À, bề cao 3-4 tấc. Con để đằng cái miễu ông Tà đắng hả? Dạ. Ừ.
Còn những cái bức tranh tranh Phật A Di Đà trên đó là con vẽ đó hả? Ồ đẹp hả? Còn trong này chứ. Còn còn trong đó nữa hả? Ồ. Là con sơn mạo luôn rồi ha. Này chưa sơn nè. Tượng Phổ Hiền. Hình Đức Huỳnh Giáo Chủ. Là con tự họa luôn đó ha. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quá khéo tay luôn à. Đại Thế Chí Bồ Tát. A Di Đà, Phật A Di Đà. Chưa sơn, chưa vẽ màu vô hết. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Thích Ca, Quán Tham Bồ Tát. Chưa sơn. Long đầu Quan Âm. Quan Âm cởi rồng. Đẹp quá đẹp. Vậy là từ lúc mà con biết vẽ tranh là lúc đó con mới có 8 tuổi à? Có 8 tuổi biết vẽ tranh nè. Mà con thích vẽ tranh Phật nhiều nhất. Tượng đó nãy con nói là tên gì? Bà Thủy Long Thần Nữ. Bà Thủy Long Thần Nữ. Tao đi chọn đồ coi. Dọn đồ. Mai là người ta vô lấy hết rồi. À. Ngày mai là người ta vô người ta thỉnh hết mấy cái tượng này hết con. Mấy người đặt con là ở gần đây hả? Xa thì con gửi bưu điện. Xa thì con gửi bưu điện đi. Quá khéo tay. Con để trong này cho tự nhiên khô chứ con đâu có đem hơi nắng hả? Dạ, đem hơi nắng là nó giòn. Hơi nắng là nó giòn, nó gãy ha. Dạ. Nứt. Cho nên anh để trong này cho tự nhiên khô. Từ từ. Theo như hình tượng, những cái tượng Phật gì nè, con làm bằng xi măng con làm được không? Dạ, được. Đang
mới có 8 tuổi thì biết làm, giờ 16 tuổi thì rành rẽ rồi. 8 năm. Con tự làm chứ không học ai hết. Hôm nay con học tới mấy rồi? Dạ con học lớp 10 mà con nghỉ. Nghỉ rồi hả? Dạ. Ừ. Sao nghỉ học đi uổng hả? Dạ. Lúc 2020, lúc đó con đi chợ xong con thích từng vật quá, con lén mẹ con thử. Ừ. Đất mà không nặng sao được. Có mình cái tượng nặng chi nổi. Coi chừng gãy đó. Này chưa khô hung đâu hết con. Dạ. Chưa khô. Ơ ừ, chứ cái bà áo này. Khô quá sơn lên nó hút màu hết. À. Ơ ừ, chứ cái bà này mặc áo mình. Ông già. Con cháu giờ mà. Giỏi quá anh trai, chú tưởng là con nắng từ Phật thì con cho người ta thỉnh rồi lấy tiền lại để mua sơn chứ, giờ hồi cho con cho không. Chú cũng đâu biết con ở trong này làm đâu, thì nhờ cái có một vị Nico á mà chú không biết ở đâu, rồi nhắn tin cho chú á, nói ở đây có một cậu bé mới 15 16 tuổi mà làm tượng Phật nhiều dữ lắm. Mở cái bông ra. Hổm cô có vô đây cô lấy cậu, bà chú xứ rằng để chỗ cầu Phú Tăng đó. Yeah. Cô đó ở đâu con biết không? Dạ, ở bên Phú Tăng á, mà con bên Phú Tăng. À. Đây là tượng này con sửa rồi đấy ha. Sơn gì là rồi chứ không có còn sơn nữa hả? Dạ còn. Còn mới áo rồi ha. Mới có sơn lót hả? Con có ý định làm tượng Phật mà trong vườn Lâm Tỳ Ni của Phật Thích Ca, có 5 vị sư ngồi xung quanh đó. Con có ý định làm những tượng Phật gì không? Có. Hổm con có làm lần rồi mà người ta thỉnh. Người ta thỉnh đi rồi ha.
người làm Tuyên Hòa Thích Ca đi trên bãi bơm sen nữa đó. Dạ, đáng sao. Ông đẻ xe trời ơi. Ủa, cậu chín vừa ăn muối gì anh kêu cho nè. Quên muối chị đưa tại ngang đưa kẹt ngô. Cậu chín, cái bà này chín dễ hơn em. Sao gãy rồi, gãy gì rồi? Không gãy mà gãy lại được rồi. Gãy phần hông bây giờ con như nghỉ ngọn muốn chết luôn. Thôi, con đi đi mà. Cái bức tượng mà đội nón này là ai con? Bức tượng đội nón chưa sơn nè, tượng này. Cậu Tài. Cậu Tài, cậu Quý hả? Wow. Cậu Tài cậu Quý ở núi Cậu đó phải không? Ừ. À, đây là cậu Tài cậu Quý hai người ôm hang gà. Cậu Tài cậu Quý ở núi Cậu là chiên hồi xưa đá gà, đá gà trên núi Cậu. Còn từ này đó là ông tổ gà. Ông tổ gà hả? Ông tổ gà sân khấu. Ông tổ dàn nhà mà bên mà sân khấu ấy ha. Dạ. Cải lương. Dạ. Ừ. Còn ông này bà đó là bà Cố Hỷ Thượng Động. À, bà Cố Hỷ Thượng Động. Này chưa khô không? Đây là những bức tượng cậu bé nắng nè quý vị. Tượng Phật làm có hoa tay lắm, làm mới đẹp. Bà Tổ Cô. Bà này bà Tổ Cô. Tượng này tượng mẹ Quan Âm. Còn tượng này là ai con? Cô Hai gì? Cô Hai Hiên hả? Còn tượng này? À, sao con không ghi tên ở dưới này luôn? À. Cô Năm. Là cô Năm Châu Đốc đó hả? Còn năm bức tượng bên đó là tượng năm mẹ ngũ hành. Bức đó là con làm đầu tiên. Năm bức tượng đó là con làm đầu tiên hết. Tượng năm mẹ ngũ hành. Còn hai bức tượng mà áo đỏ bên đó là ai? À, một bà là bà Lê Sơn. Ờ. Một bên là bà Cố Hỷ. Bà Cố Hỷ với bà Lê Sơn Thánh Mẫu. Con nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi. Theo học nắng tượng Phật hay gì? Con tên gì? Tên Hiến. Tên Hiến.
Nè con móc vô tay nè chứ. Những bức tượng gì đâu phải ai cũng làm được đâu. Phải có cái duyên với cái năng khiếu. Mình làm mình sẽ đổ hết cái tâm hồn vào bức tượng nó mới đẹp được phải không? Cái này con kiếm hồ dầu xi măng á, tha lên cái đầu dán lại. Cái này bằng thạch cao hay vậy? Thạch cao. Mà người ta làm gãy. Đây là cái bằng khen của Trao Chiến nè quý vị. Bằng khen cuộc thi vẽ tranh Phật và Bồ Tát. Khen tặng Phật tử Đặng Thành Chiến. Thành tích giải nhất vẽ Phật Di Lặc. Hai cái bàn tay là con vẽ cái màu hồng lên. Hai bàn tay con vẽ màu này ha. Con còn có làm cái việc nào tiếp ba mẹ nữa không? Dạ. Dạ không. Nhà con có làm ruộng không? Dạ không, đi làm cho người ta. À, đi làm mướn không mày ha? Ừ. Ba mẹ cũng đi làm mướn không? Ừ. Ba mẹ hồi đó giờ sống ở đây luôn hả? Hay là ở chỗ khác lại? Ở đây. Ở đây từ đó giờ? Đất sét. Nếu con nắng tạt những bức tượng bự bự á, khoảng 1 mét đồ á, cái đó hơi nặng rồi ha, đem đất lên hơi mệt à, đem lần chút, ráp đó cũng lâu à. Làm tượng Phật Quan Thế Âm với tượng Phật Thích Ca lớn lớn cỡ 1 mét. Làm cái mình để bản thiên nè. Làm ngồi trên bông sen á. Quá khéo tay luôn.
chú cũng cảm ơn con nha. Đây là làm thượng Phật cho quý vị thỉnh về miễn phí hết nha quý vị. Ai cần thỉnh tượng của vị nào thì đóng băng hư luôn rồi. Liên hệ đặt tượng Phật đó quý vị. Con đọc số điện thoại cho bà con ta mà quý vị đã biết á, có ví dụ như người ta muốn đặt tượng Phật á, cái gọi cho con làm ha. Dạ. Con đọc số điện thoại đi. Dạ 0335 836 131. 0335 836 131. Rồi cảm ơn con. Đây là nhà của bé Chiến quý vị. Cha mẹ đi làm thuê hết rồi, thì còn có một mình nhà với hai đứa cháu nè. Ở đây là ngoài ruộng, sát mấy ruộng luôn quý vị. Kế bên có cái ao sen, cái bên có cái ao sen luôn. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem thấy hay, like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Cháu Chiến ở nhà có một mình nè, bà mẹ đi làm thuê làm mướn rồi.